ngày còn đi học, ai cũng từng ít lần bị giáo viên gọi lên bảng trả bài cũ. Làm được bài thì chẳng nói làm gì, nhưng nếu đúng phần chưa học mà bị gọi lên bảng thì không ít học sinh sẽ phải nhăn nhó nhờ đến dùng quyền giúp sức gọi máy tính bảng cho các người thân dưới lớp. Đúng như phương châm hành động trên, thế hệ đây trên mạng xã hội lại gây để ý bởi clip chỉ 11 giây ghi lại pha ăn lận đỉnh cao này của tổ nhất quỷ nhị ma. cụ thể trong đoạn di đeo ngắn, nam sinh được giáo viên gọi lên bảng làm bài tập, tuy nhiên vì không làm được bài lại kinh hãi giáo viên cho điểm thấp, nam sinh này đã gọi điện cho một gamer thủ khác đang ngồi dưới lớp để giải giúp. Hiển nhiên sau cú máy tính bảng của gamer thủ mình, cậu gamer thủ hấn hở ngoáy liên liệp phấn trên bảng, đồng thời không quên quay lại dưới lớp như tìm sự khẳng định chắc chắn từ gamer thủ mình đoạn clip dù rất ngắn nhưng không thể phủ nhận rằng chiêu trò ranh ma của tụi học sinh giờ không còn biết dùng từ gì để miêu tả nữa. Với bài viết kèm video chia sẻ trên mạng, chủ nhân người đăng tải cũng nhận được hơn 13.000 lượt thích cùng hàng trăm lượt bình luận rôm rã từ cư dân mạng mà khác biệt là các gamer thủ học sinh, sinh viên. Lớp tao còn đeo hẳn tai nghe không dây để trả bài 15 phút đấy chúng mày à. Tổng đài chị Thỏ Ngọc Hưng Hạnh tài trợ chương trình này lại một cú giúp sức từ người thân A. Gan to thiệt, cô mà phát hiện ăn hành cả lũ. Ngoài ra đây không phải lần đầu tiên, cộng đồng mạng được chứng kiến pha ăn lận to gan mà không soàn phần vui nhộn đúng lứa tuổi của học sinh. Trước đó cũng có trường hợp một gamer thủ nam khác lên bảng gọi hẳn video với gamer thủ mình phía dưới lớp để giải giúp bài tập. Hay một trường hợp khác khi giáo viên gọi kiểm tra 15 phút đầu giờ, tụi học trò lại một lần nữa định lắc luật cô bằng cách ném sách xuống dưới chân rồi trả lời, may thay lần này cô giáo cao quý nên đã kịp thời phát hiện. Thêm các trường hợp ăn lận nhằm che mắt thầy cô trong giờ kiểm tra và làm bài tập trên bảng của các gamer thủ học sinh trường người ta từng khiến cư dân mạng chỉ biết lắc đầu. Ảnh trường người ta,